Qua công tác điều tra, nắm bám địa bàn, Công an thị xã Thái Hòa xác định trên địa bàn có hơn 40 tiệm cầm đồ và công ty tài chính đang hoạt động với nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật. Xuất phát từ tình hình đó, Công an thị xã đã xác lập chuyên án 319L. Ban chuyên án đã tập trung lực lượng xây dựng kế hoạch điều tra, xác minh, đồng thời tổ chức trinh sát, theo dõi, nắm bắt diễn biến hoạt động của các đối tượng. Đến 15 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2019, Ban chuyên án tiến hành bắt giữ 3 đối tượng gồm Đặng Anh Dũng, sinh năm 1989, trú tại khối Tân Phú, Đoàn Hỷ, sinh năm 1993, trú tại khối Đồng Tiến, phường Hòa Hiếu, và Nguyễn Văn Đàn, sinh năm 1987, trú tại xóm 9, xã Nghĩa Tiến. Em vay của anh Đàn là 230 triệu đồng, hàng tháng lãi suất là em phải trả là 20.600.000. Còn lại hàng ngày là 3.000 đến 1 triệu. Nếu ngày nào mà em trả chậm 1 đến 2 ngày thì anh Đàn cho người số đông người đến đe dọa này, rồi là gây áp lực khiến em rất là chi là âu lo. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an thị xã đã chứng minh làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để cho vay là gần 3 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính gần 300 triệu đồng, tương đương lãi suất 109,5% một năm. Trong khi lãi suất cho phép tối đa trong giao dịch dân sự không được vượt quá 20% một năm của khoản tiền vay. Được biết, cả 3 đối tượng này đều nghiện ma túy. Mặc dù các đối tượng thực hiện các giao dịch riêng biệt, nhưng lại có sự cấu kết chặt chẽ với những thủ đoạn tinh vi. Vì một phần là có những cái thỏa thuận, và cái thứ hai là có những cái nó sợ bị hại, nó sợ các cái đối tượng hoạt động tín dụng đen là trả thù, vì đa phần các đối tượng này là các đối tượng hình sự cộng cán nên là không dám hợp tác với cơ quan điều tra. Một cái khó khăn thứ ba đó là điều luật cho vay tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thì cũng là chưa thật sự nghiêm so đối với cái tính chất mức độ của cái loại tội phạm này đối với xã hội. Và trong cái việc áp dụng cái điều 201 về cái hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thì có những cái quan điểm của các ngành tư pháp vẫn trái chiều nhau. Xác định cho vay nặng lãi là hành vi vi phạm pháp luật nguy hiểm. Vì vậy, thời gian tới, Công an Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh, ngăn chặn nhằm lập lại an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nhận thức được tác hại của tín dụng đen, qua đó tự phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi cho vay trái quy định của pháp luật.